tự thân làm business offline ở Mỹ và đạt doanh số hơn 50 triệu đô. Và sau đó bắt đầu lại từ đầu với Startup Online với thành công cũng không kém. Nhưng giờ đây, niềm vui của tôi là được chia sẻ cùng người Việt khắp nơi để cùng giàu hơn, hạnh phúc hơn. Welcome to chương trình 5 phút mỗi ngày với Fidu tại USA. Xin chào các bạn, hôm nay mình cùng với Fidu học hỏi từ một công ty chỉ trong vòng 5 năm đã biến thành một công ty tỷ đô. Wow. Vượt cái ngưỡng doanh thu 5 tỷ vào 2021. Thì công ty này tên là Albert. Nhờ chuyến tiến lược tập trung xây dựng thương hiệu thì Albert không có vấn đề thu hút khách hàng mới, rất dễ kiếm khách. Thì hôm nay chúng ta cùng học để coi các điểm chính mà công ty này nó thực hiện như thế nào nha. Thì công ty Albert là một công ty được thành lập bởi hai cựu nhân viên Google vào năm 2016. Thì công ty dùng phụ kiện được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường, và chính điều này sẽ là một trong những cái yếu tố mà Fidu sẽ liệt kê bên dưới, giúp cho công ty này liên kết với khách hàng dễ hơn và đưa cái thương hiệu của họ vào trong lòng của khách hàng nhiều hơn. Thì khi mà mình đọc sâu hơn về cái công ty này thì mình rút rẻ ra một số điều ở dưới đây để mà cùng chia sẻ với các bạn đi nhanh luôn nha. Ok, Albert đã áp dụng một số cái chiến lược xây dựng thương hiệu hiệu quả như sau. Okay. Điều thứ nhất, tập trung vào tính bền vững và thân thiện với môi trường. Bền vững đây là có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là đồ phải bền, phải tốt, chứ không phải là đồ hiệu, đồ mã, là cho họ thấy là đồ chất lượng. Okay. Và đặc biệt chất lượng không có nghĩa rằng là có hại với môi trường, mà rất thân thiện với môi trường. Albert cam kết sản xuất sản phẩm bền và thân thiện với môi trường, luôn luôn có nguồn gốc đạo đức này, đồng thời giảm thiểu tác động môi trường ngay cả trong quá trình sản xuất và phân phối. Và cái điều này cho phép Albert thực hiện cái yếu tố thứ hai, đó là luôn kể cái câu chuyện của mình một cách hấp dẫn, từ cái câu chuyện mà có tính thân thiện với môi trường. Liệt kê tìm kiếm những cái mẫu video trong nhà sản xuất ra ngoài thị trường, kiếm nguyên liệu như thế nào, họ làm kịch bản, họ kể câu chuyện đó trên mạng xã hội cả. Ok, và chính vì vậy khách hàng rất là yêu thích và rất là muốn theo dõi cái câu chuyện của công ty này, và từng người này họ giới thiệu với người khác, và chính vì vậy cái doanh số của họ càng ngày càng tăng lên. Điều thứ ba, hợp tác với những người có sức ảnh hưởng. Thì đương nhiên cái này là thời buổi influencer rồi, ai cũng biết câu chuyện này rồi. Khi mà ngân sách mình cho phép rồi thì mình hãy nên hợp tác với những người có sức ảnh hưởng trong cái lĩnh vực của mình. Giống như trong trường hợp này, công ty này về thời trang, về giày dép thì họ sẽ liên hệ với influencer trong cái ngành đó và quảng bá tiếp. Và đặc biệt rằng không phải chỉ có giới thiệu sản phẩm mà họ có hàng tỷ cái câu chuyện đằng sau. Thì tất cả những influencer này rất là thích, bởi vì tạo ra cái cơ hội để mà influencer có thể tạo ra content mới và có cái tốt nói về cuộc sống, cuộc đời và cái trái đất này hữu dụng thêm, đúng không? Thì đó là một sự kết hợp tuyệt vời giữa công ty, chiến lược công ty và cái những influencer đồng ý hợp tác. Và cuối cùng, công ty này không quên một cái điều mà tất cả các business của chúng ta cũng không nên quên, đó là tạo dựng cái trải nghiệm khách hàng một cách tuyệt vời. Albert cung cấp trải nghiệm khách hàng tuyệt vời thông qua trang web này, ngay cả cửa hàng mình, bất cứ nơi nào, là luôn cho cảm thấy rằng là những người đáng tin, một công ty đáng tin, không phải là công ty lừa đảo hay như là những công ty mà chúng ta nghĩ rằng là thời buổi lên trên online này là không cần biết mặt ai cả, mà cứ việc bán rồi sau đó có vấn đề về sản phẩm return, trả hàng không biết ông A hay ông B nè. Thì rõ ràng đối với họ cái thương hiệu cũng là cực kỳ quan trọng, vẫn không chết đi cho năm nay, và tôi nghĩ nhiều năm sau cũng sẽ không chết đi. Chính vì vậy chúng ta xây dựng cái mô hình làm ăn buôn bán, mình phải nghĩ tới cái câu chuyện làm sao cái thương hiệu của mình có thể gây dựng được đây trong lòng của khách hàng, chứ không phải chỉ có việc là tôi bán rẻ lên cái môi trường nào bán nhiều như Amazon là tôi có thể tồn tại lâu được. Không có. Tôi nghĩ rằng là đây là cái bằng chứng thiết thực mà chúng ta nên học hỏi từ các công ty tỷ đô này trong vòng 5 năm. Một kết quả mà gọi rằng hai nhà nhân viên, cựu nhân viên của Google, là có nghĩa là họ gần như tay trắng làm nên rồi, mà họ làm nên được thì chúng ta những người bình thường vẫn có thể làm nên được. Và cùng học hỏi câu chuyện này nha. Nếu câu chuyện này thấy hay, hãy share cho một ai đó để chúng ta cùng tiến bộ vươn tầm với chỉ 5 phút mỗi ngày. Xin chào và chúc các bạn nhiều thành công. Nếu thông tin này hữu ích, Fidu rất cảm ơn khi anh chị em like và share để giúp thêm một người Việt nào đó cùng vươn tầm với chỉ 5 phút mỗi ngày.